Buổi sáng quê em mưa bão nghe anh em, buổi sáng quê em mưa bão. Đây em nhận được cái mẫu của trục xới của anh em ở Long An. Anh em ở Long An nha, Gò Đen Long An, anh em ở Gò Đen Long An. Đây là số điện thoại của khách đây nha. Em đã nhận cọc 2 triệu. Số điện thoại của khách đây, 2m375 nha anh em. 2m375. Đây em giới thiệu cho anh em. Đây, trục xới mới hoàn toàn. Cái mặt bích của anh em sử dụng lại đó. Đây. Trục xới mới, đây cái mặt bích này của anh sử dụng lại, tại của anh kêu còn bền quá anh sử dụng lại. À, của anh là một cái sắt đặc á. À, cái ống à, cái ống thiết bọng, nhưng mà cái mặt bích của anh em của anh gửi cho em á, là bằng sắt đặc nên anh kêu sử dụng lại cho nó bền, nó ngon, nó có cái cùi sắt đặc ở trong. À, cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai về cái mảng trục xới nha anh em. Trục xới này dài 2m3 nha anh em, trục xới dài 2m3. Em giới thiệu cho anh em cái trục xới của anh em ở đây, em làm tiếp rất dày. Em làm tiếp dày cho anh em nha. Tiếp rất dày để đảm bảo cho anh em sử dụng. Đây, em mời anh em xem cái tiếp đây nha. Không dày là không lấy tiền của anh em nha. Bảy ly nha anh em. Bảy ly rưỡi luôn. Về 7 ly anh em. 7 ly rưỡi luôn. Trục xới rất dày nha anh em. Em làm trục xới rất dày cho anh em. Tại vì trục xới của anh em dài, trục xới dài là mình phải làm tiếp dày nha anh em, tiếp dày để đảm bảo đồng tâm đồng trục cho anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em cứ alo nhắn tin gửi mặt bích cho em, gửi tiền cọc cho em là em sẽ làm cho anh em đi găng mẫu luôn. Anh em có yêu cầu nhớ là ghi chính xác chiều dài trục xới lên cái mặt bích giúp em nha. Đây, chính xác chiều dài trục xới, số điện thoại của anh khách ở Long An nha. Em đã nhận cọc 2 triệu. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em.